Vua! Vua ơi! Vua ơi! Vua ơi! Đừng! Chuyện gì hả bà? Vua ơi! Không! Không! Chị chết rồi ạ! Vua ơi! Vua! Sao Vũ lại bỏ mẹ con tôi? Vũ ơi! Đi đi bà, để cháu với em cho. Không! Mau lên, kẻo cháu còn phải quay về. Thảo bà! Không! Thế này thì chết hết cả mất thôi. Sao lại ra đường vào lúc này? Cháu vừa dẫn bài đến đây thì trong nhà này bắn ra. Theo tôi. Đó. Thôi chết rồi. Lại cái thằng phải gió. Đứng lại. Đứng lại con nhà thổ kia. Đứng lại. Bố dạ. Mày bắt ông tìm mày đến bao giờ? Hả? Mày không về ông đánh bỏ mẹ mày. Bà không về nhá. Bà không về với cái thằng bố phụ đâu nhá. Ê. Không được đánh nhau nữa, kháng chiến rồi, không được đánh đàn bà. Cấm chửi, lôi thôi, bắn. Nó là vợ cháu ở nhà quê, thế mà nó dám trốn đến đây làm gái nhà thổ. Mày đi về ngay, nhớ. Đừng khóc nữa con. Mẹ biết làm sao bây giờ. Sao bà lại ngồi đây? Nguy hiểm lắm, cho cháu về thôi. Bà ở đâu? Tôi xin dẫn về. Có cháu nhỏ, sao không tản cư từ trước? Nào, đi. Có mỗi mấy thằng ở đầu cầu, thế mà cả một trung đội đánh vãi cứt ra không tiêu diệt được, thế có bực không? Còn tiểu đội chúng tớ được phân công chặn đánh bọn địch rút lui, nhưng địch bắn rát quá, một số đồng chí bị thương. Mà lựu đạn có mình sửa mình mới hay chứ, quả thì nó rất to. Sao còn vài mống thế này? Đi đâu hết cả rồi? Cũng kiểm tra lúc nhỡ ra chết ai rồi. Này, hàng nứa này, rồi hàng mã này, hàng khoai này. Anh Phúc vẫn chưa về ư chị Lan? Chết rồi. Anh Phúc. Anh Dinh đâu? Thế là anh ấy chết thật rồi. Anh ấy đánh cái xe tăng để chúng tôi vượt được qua. Anh ấy. Ai lại vào cửa chứ? Từ lúc nổ súng toàn vào theo lối đục tường cơ mà. Cửa mở rồi, mời ông vào nhà để mẹ con tôi được tạ ơn. Chị Trinh. Đồng chí chủ tịch khu. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Anh Đỗ, anh Sinh đâu? Báo cáo. Thôi con nằm im. Tôi hiểu rồi. Cứ bình tĩnh. Các đồng chí ạ, trong chiến đấu
Thương vong là chuyện bình thường. Chị Tá ơi, chị Tá. Ta lại mới đánh trận đầu. Sao này? Còn nhiều chệch choạc. Tuy vậy, tôi nghĩ tình hình cũng không đến nỗi bi đát lắm đâu. Tôi vừa đi thị sát một vòng quanh khu Đồng Xuân ta. Ở các đại đội khác, một số anh em cũng chưa thấy về. Hy vọng là họ chỉ bị dạt đi. Có thể dạt ra khu Trúc Bạch hay khu Hồng Hà cũng nên. Hai khu ấy đã bị cắt rời khỏi liên khu. Đành phải đợi tin tức của quân báo. Bây giờ, các đồng chí nghỉ ngơi cho lại sức. Phúc tạm thời hành sinh, chấn chỉnh lại đơn vị. Được không? Báo cáo... Cố gắng lên. Kháng chiến mà. Mỗi người phải cố gắng một tí. Nào, ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức đi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Này, lát nữa Phúc lên trụ sở Ủy ban kháng chiến khu, nhận chỉ thị cụ thể. Vâng ạ. Chào các đồng chí. Vâng, chào đồng chí. Chào anh ạ. Chào anh ạ. Thưa anh, người phụ nữ vừa rồi là chị dâu của chúng tôi. Tôi thật không biết phải cảm ơn đồng chí chủ tịch khu như thế nào. Ồ, thanh niên sao lại nói khách khí thế? Có gì đâu mà phải cảm ơn. Tôi đi thị sát tình hình, gặp hai mẹ con cứ ngồi ôm nhau ở cửa nhà bánh khảo Ngọc Anh. Hỏi ra mới biết người nhà của cậu. Cũng là một công đôi việc cả mà. Thôi, tôi đi đây. Cố gắng động viên anh em nhé. Các đồng chí ơi, đánh nhau được 5 tiếng đồng hồ rồi. Con ăn nhá. Nhá. Họ Thương. Sao nhà này vẫn chưa giết chó nhỉ? Đập chết nó đi. Đập. Trinh ơi, Trinh. Đừng sợ. Oanh. Oanh Trinh ơi, có chuyện gì thế? Mai có tàu vào Nam không? Có lẽ không đâu. Kháng chiến rồi. Trinh hãy ở tạm đây đã. Ủy ban sẽ thu xếp cho tản cư. Đừng sợ Trinh nhé. Oanh ơi. Trinh. Mình bận. Mình phải đi nhiều nơi lắm. Phố nhà thờ đang có đánh nhau mà mình chưa đến được. Trinh. Đừng sợ nhé. Vào đi. Bỏ cái máy chữ xuống. Chị Lê Phẩm, ai lấy được thì cứ lấy. Dân Đông Kinh Nghĩa Thục nhà anh chỉ được cái. Sao hả? Ai nói gì đến dân Đông Kinh Nghĩa Thục? Thôi ngay. Có cái máy chữ mà cũng phải tranh nhau. Đây, đây, ra đây, ra
lên. Các ông vào đây phải mang hết ra ngoài đi. Các anh không biết xấu hổ à? Mới có thế mà không bảo được nhau. Thằng Pháp, nó ở cầu Long Biên, ở Luy Philo kia kìa. Buông nhau ra. Đi đánh giặc hay đi ăn cướp? Tôi hạ lệnh chia đôi rồi về nghỉ. Ai muốn giúp bộ đội phòng thủ thì ở lại. Cảm ơn. Đến chết với các bố cứ như trò hề. Anh Văn Việt này, mình không biết chúng nó rút đã đành, bộ đội cũng không biết, để bắn mãi phí cả đạn. Mình là cái gì? Ai cho biết mà chủ động được? Trận đầu thế này thật chả ra làm sao cả. Nếu tôi được biết là mình chủ động đêm nay thì chỉ cần một tiểu đội tôi cũng có thể bắt sống bọn nó ở đây. Bao nhiêu vũ khí thu hết, ít ra là cũng gây được thanh thế đêm đầu. Báo cáo đồng chí, Trung Liên đặt hướng nào? Hướng Nội Thủy. Đấy là hướng xe tăng nó tới đấy. Rõ. Tôi đã để một nửa trung đội ở lại đây thu xếp cùng với các anh. Nhưng cái nhà Sova này trống trải quá. Lên đây. Anh xem, vị trí này trông ra bãi rau. Đấy sẽ là con đường liên lạc với bên ngoài. Một đường về Vĩnh Tuy, một đường lên cầu qua Chèm Vẽ. Sau lưng là liên khu 1. Có thể nói đây là vị trí của họng của chúng ta, phải bảo vệ đến cùng. Mất vị trí này tức là tự cứa cổ mình. Bọn Tây nó ngu nên mới rút khỏi đây. Mình cũng ngu ngốc nốt nếu như mình không biết giữ lấy. Báo cáo. Xong chưa? Báo cáo anh. Chuẩn bị xong rồi, hầm đang đào. Được, tôi đi xem bây giờ. Rõ. Anh không lo, tôi nói với anh thế không có nghĩa là bỏ hết công việc đâu. Chỉ giận các ông mới không tin mình. Tôi không rõ cái ông Quốc Vinh có hiểu hết tầm quan trọng của cái nhà Sova này không, tôi ngờ lắm. Lúc này các anh không vui vẻ với nhau thì đáng lo lắm. Sao anh không nói thẳng với anh Quốc Vinh? Nói thẳng? Nói thẳng à? Có lẽ phải bằng cách khác. Anh em giúp bộ đội xong thì rút ngay về trụ sở của mình anh Xuân nhé. Tôi phải về xem trụ sở nhà thế nào. Vâng, chúng tôi sắp xong cả rồi. Con như này ra. Bà, bỏ tay ông ơi. Được rồi, tôi đến ngay đây. Nhảy lên lên cậu ơi, khẩn trương lên. Cần nói thẳng, đồng chí như thế là đảo ngũ. Một đảng viên như vậy, tôi không nói chuyện. Đồng chí đi đi. Anh cho tôi trình bày, khu Long Biên toàn nhà lá. Tại sao tôi lại không biết điều ấy? Đấy không phải là lý do. Không có lệnh, tại sao đồng chí bỏ về một mình? Dạ. Bỏ anh em tự vệ, bỏ dân chết người ấy à? Nhà hát lớn mà các đồng chí còn rút. Đồng chí hãy biết việc của đồng chí. Đồng chí chỉ huy nhà hát sẽ bị kỷ luật. Tại sao đồng chí chỉ biết một việc ấy mà không biết đến việc thứ hai? Việc người gác ở đấy đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng bằng thanh kiếm của sân khấu. Đồng chí cứ để cho tôi nói. Không đồng chí gì với anh cả. Anh phải trở về khu ngay, bảo toàn lực lượng và lo cho dân chúng tản cư. Trong trường hợp không thể trụ được, đồng chí lo cho dân rút ra ngoài, lên nghi tạm ý. Anh em tự vệ nhập với Đông Kinh Nghĩa Thục. Vâng. Sao anh không cho tôi biết trước? Anh coi tôi là người thế nào mà lại giấu tôi? Tôi là ủy viên quân sự, để làm gì à? Dạ. Anh Văn Việt ạ, chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện. Các anh bình tĩnh, nhưng chúng tôi không bình tĩnh được. Cứ bình tĩnh anh ạ. Tôi nghĩ việc thì có việc nói trước, có việc nói sau. Người thì cũng có người nói trước, có người nói sau. Thế nghĩa là chúng tôi phải là những người biết sáu rốt chứ gì? Vì không biết
nên dặn nó rút hết ở sofa kia kìa. Các anh giữ bí mật thế à? Để các anh đừng quay cái thói. Bây giờ anh đang nóng, để lúc khác ta sẽ nói với nhau về chuyện này. Còn vấn đề gì nữa không, anh Văn Việt? Các anh biết trước, nhưng các anh đã làm những gì để đến nỗi chúng tôi phải đánh nhau với cái nhà sống tuyết ấy. Tôi cũng rất ân hận về chuyện này. Chúng ta đều chủ quan. Vị trí nhà sofa quan trọng thế, không ngờ nó lại bỏ. Kể cũng tiếc. Tôi nóng quá, nhưng tôi cũng có một đề nghị. Từ nay chúng ta nên thẳng thắn với nhau, không nên mỗi lúc lại réo cái tiểu tư sản của nhau ra. Bực lắm. Có lẽ anh hiểu nhầm. Hoặc trong khi nói chuyện, chúng tôi có thái độ không đúng. Nhưng cái bệnh ấy có phải chỉ riêng anh đâu. Bọn mình ít nhiều đều có cả mà. Chúng ta bắt tay nhau được chưa? Còn vấn đề nhà sofa, tôi muốn bàn với anh cách phòng thủ có hiệu quả nhất. Bởi vì đây là yết hầu của chúng ta. Anh cũng đã nhận thấy điều đó hay sao? Chính vì thế mà tôi đã bố trí lực lượng của anh vào đấy đấy. Ngoài ra, đây còn là vị trí tốt nhất để yểm trợ cho con đường đưa dân ra tản cư. Đây, tôi muốn mở một con đường từ cột đồng hồ, ra bãi, lên Yên Phụ, rồi tuốt lên Chèm, vẽ. Tôi đồng ý với ý kiến đó. Chúng ta cần bố trí lực lượng theo nhiều tuyến. Thằng Quý thằng Hai đâu? Xe tăng đây. Mày làm sao thế à? Mới có thế mà đã cuốn cả lên. Bây giờ còn thời gian, đợi cái trước đi qua, đánh cái sau. Khi nào mà thấy nó mở nắp xe tăng, chúng mày bắn để tao làm việc. Giết thằng này. À, lại lên, nhanh lên. Diêm, đánh giặc mà không ăn Diêm à? Điên sư nó, Diêm của tao đâu rồi? Nào, che gió cho tao. Khoan đã, thế nào chúng nó cũng chui ra đấy, chuẩn bị lưu đạn. Thời cha nó nốt cái sau kia đi. Rút thôi. Chúng mày có sợ nữa không? Bây giờ thì hết sợ rồi. Hôm nay ra ngõ gặp trai, chúng mình lãi một xe rồi. Tao còn ba trai, ít nhất phải hạ được hai xe. Thank you.
nổ ngay trên đầu chúng tôi. Alo. Hồng Lưu đâu? Nhà băng đâu? Metropole đâu? Chúng tôi bắn điểm chợ. Từ bây giờ thì hết cái đời những người rồi. Sao hôm nọ không ra sông mà lấy cát? Bây giờ các đồng chí lấy cát đâu làm chứng vật mà đã bị súng? Chúng tôi đã có cách rồi, cứ lấy tạm những bao đường thì sẽ hay đấy. Anh em cứ dùng cho đủ, còn hơn để Tây nó vào nó lấy hết. Chú ý cả ở đây à? Đi đốt mìn hạ cây, xe tăng nó vào được thì làm thế nào? Ai nhận được đốt mìn? Đây ạ, đã phân công rồi ạ. Thanh niên gì mà thế? Nhân danh đại đội trưởng tôi hạ lệnh cho anh. Cháu, việc này là của anh Thu Phong ạ. Thu Phong đâu? Biến đi đâu thế? Tôi đã bảo các anh là không được phép rời trụ sở khi chưa có lệnh cơ mà. Thôi, đi ra đốt mìn hạ cây đi. Đường chống hoắt ra thế kia để xe tăng nó sọc vào tận rừng ngủ à? Nó sắp vào đấy. Còn các anh, chia người ra cảnh giới đi. Quỷ sứ, nó không nổ à? Mang tất cả đồ đạc ra để làm chướng ngại vật. Không được, chặt cây. Mỗi người một tay là chặt. Còn anh, lên gác khăn thính, mau lên. Rõ, xe tăng nó đến bây giờ thì chết. Nhanh tay lên. Xem vào đây này. Được rồi, khẩn trương lên. Chào đồng chí. Chúng tôi là công an Trung Phong. Chào các anh. Mời các anh vào trong nhà. Mời các anh. Đồng chí khỏe chưa? May quá, có công an xung phong đến bổ sung thì chúng tôi vững dạ quá chứ còn gì. Chúng tôi vừa đánh nhau ở quận 1. Chúng nó chết có nhiều không? Giết được 2 xe tăng. Các anh ở đây còn yên hẳn quá nhỉ. Vũ Minh, Thu Phong. Minh. Cậu ở đây à? Hóa ra cậu là công an xung phong hả? Ra đây tôi bảo. Nhà anh em lẫn lộn hết, chả ai biết tớ là ai đâu. Ở bữa tiệc đó về, tớ đến Mai Hắc Đế giục cô người yêu đi tản cư, thì cô ấy đã đi rồi. Về đến quận công an thì súng nổ, nhảy vào tham gia chiến đấu cùng anh em. Xe tăng tới. Khoái lắm. Xe tăng đây. Đúng rồi, xe tăng đây. Tự vệ phố nhà thờ đâu? Theo tôi đánh xe tăng, xung phong. Không đánh được đâu, lấy gì mà đánh? Lưu đạn. Xung phong đánh xe tăng. Tự vệ phố nhà thờ đâu? Theo tôi. Ném lưu đạn vào xích xe tăng. Lưu đạn vào xích xe tăng.
để con đưa cụ vào nhà. Nếu gặp con Oanh nhà tôi thì đưa khẩu súng này cho nó, nói với nó là tôi đã hy sinh trong lúc đánh xe tăng nhá. Như tôi đã hứa với nó. Anh là ai? Vũ Minh đây mà. Đi nhanh lên. Im đi. Nó vào đây. À. Nó vào ngay bên cạnh đấy. Còn lại đi làm gì? Anh em đâu cả? Sao mình lại vào đây? Nó rút vào Lý Quốc Sơn. Thấy cậu lấn bấn vì ông Phùng Gia Lộc, tớ đợi cậu cùng rút. Một cái salon phô tơ bên này. Chết không sợ, chỉ sợ nó tra tấn thôi. Nó chọc tiết như ở Yên Ninh ấy. Còn thuốc lá không? Hút cho đỡ sợ. Còn đây, cầm lấy. Sao run bắn cả người lên thế? Dân còn ở lại nhiều quá. Không lẽ để chúng nó bắt? Hay là tự tử? Mới đánh nhau được mấy giờ mà đến nỗi ấy ư? Cậu có lựu đạn không? Có. Lựu đạn Mỹ. Tớ cũng còn một quả. Vậy thì được. Đủ cho cả hai thằng. Trước khi chết, bọn mình phải biết mình chết ở đâu chứ. Đêm nay, đêm nổ súng đầu tiên, có hai thằng thanh niên đã thề sống chết với thủ đô, nay nguyện cùng chết để khỏi xa vào tay giặc. Bây giờ rút chốt lựu đạn ra, đến 1, 2, 3 thì cùng đập. Không đứa nào chết trước, không đứa nào chết sau. Lời thề danh dự đấy. Được chứ? Được. Đằng nào chả chết. Sao lại chết trong bóng tối thế này? Thank you.
hút nốt điếu thuốc đã. Khi nào chúng nó vào, nổ cũng được. Cậu có thấy tiếc đời không? Tiếc lắm chứ. Tớ mới 20 tuổi, còn có bố mẹ, còn có người yêu, học giỏi, có chí hướng. Mẫu ước tương lai của cậu là gì? Làm trạng sư, khoác áo đen vào tòa, bênh vực cho những người oan ức. Còn cậu? Tớ là nhạc sĩ, chỉ mong làm được một bản nhạc cho thủ đô khói lửa. Nếu sống được thì sống mà làm, tội gì mà chết. Ừ, sao lại chết nhỉ? Này, cộng cả hai thằng lại mới 40 tuổi, hay hơn một tí chứ nhiều gì cho cam. Vô lý quá. Mà này, chết chưa? Ông già Lộc có gửi khẩu súng cho cô con gái đây này. Quên bén đi mất, mình chết thì ai đưa cho nó? Ừ, thế thì... Này, nó nổ thì bỏ mẹ. Rõ ngu chưa? Chốt đâu, đút vào. Chốt của tao đâu? Mẹ cha nó, chốt của tao đâu? Lúc đấy hăng quá, vứt mẹ đi đâu rồi? Đồng sinh đồng tử, thấy tao hoạn nạn thế này, lại có đứng cười được à? Ô hay, nhà này có ma chắc. Tao vứt nó xuống đây chứ vứt đi đâu mà nó biến mất. Đây rồi. Nào, thử xem. Tây với thổ phỉ chó gì mà cứ lục đục chuông mãi thế. Phối hợp đẹp quá. Công nhân nhà ga có khác. Khi trung đội Phó Toàn phá xong các bốt điện quay về, cả tiểu đội chia nhau ra phối hợp diệt xe tăng. Cứ nghe bom của tôi nổ ở chợ thì áo sang. Các tiểu đội khác cũng đã nắm được kế hoạch phối hợp rồi. Yên tâm nhé. Rõ. Các bốt điện tôi sơi xong rồi. Tốt lắm. Đợi tiếng bom nhé. Vâng. Nhanh lên.
Vào đây em. Cứ vào đi. Cứ chùi mãi này chẳng biết đến đâu. Dân... anh Dân... Ờ, đến đường rồi. À, đường bông các anh ạ. À. Ra hết đường rồi ạ. À. Ra đi. Đường rồi. Ra đi. Ra đi. Hay nhỉ. Nhanh lên. Đằng trước mặt của cái nhà kìa. Làm vào đi, con cháu. Vào phòng đi. Vào đi. Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Ui, nhà đẹp quá nhỉ. Ui, mọi đồ cổ. Ra xem có nước uống nhỉ. Đây, như đây có nước đây. Đẹp quá chị. Ui, vừa đói vừa khát. Ra đây rồi. Ra nước đây rồi. Uống với. Cậu nào xem trong có cái gì không, có cái gì không? Đói quá. Mới thấy chuyện đầu. Cũng không đến nỗi. Bọn mình giết được một xe của bọn nó. Tôi xin một chén nào. Chỉ lo cho trung đội trưởng Dân thôi. Không biết bây giờ anh Dân thế nào rồi nhỉ? Rồi, anh Dân kìa. Anh Dân. Anh Dân. Chúng em lo anh mãi. Chúng tôi đang lo cho anh. Chào anh em. Anh vào đây. Nào, bên cậu anh à, không? Bọn tôi thấy xe nó chạy vào được, biết là bom không nổ rồi. Hè nhau ra ném lựu đạn, nhưng xe nó tràn vào nhiều quá nên đánh không xuể, lại bị nó quây vào nhà Sơn Sico. Thế là đành phải rút. May có tổ anh Toàn phá xong bốt điện cửa nam, lại hạ được một xe dép. Bom không nổ một quả nào, thế mới út. Anh em nhà ga phối hợp rất khéo, ngáng đường rất đúng lúc. Xe nó phải tràn qua trận địa chôn bom của mình, thế mà bom không nổ. Thành ra con đường về Bắc Bộ Phủ, về đồn thủy cứ thông thống như đón chúng nó. Hận là mình chẳng đỡ tí nào cho anh em dưới. Nhóm của anh Toàn thế là khá lắm. Anh Dân, còn chú nhóc này không được chạy lung tung một mình nữa, nghe không? Nên nhớ là bên nhà thương Phủ Doãn giặc nó cũng vào rồi. Nó ở ngay sát đách mình chứ không xa đâu. Ô, ai thế kia nhỉ? Chán thật. Hay là chủ nhà? Nó từ cửa Nam á. Bao nhiêu là không nhìn chá nô đâu quả nào cả. Ông này trông lạ lắm. Nhìn của mình nó phải nhìn gôm mà. Các ông có phải là quân chính phủ đấy không? Làm nào phá được nhiều cây. Phải. Thì ông có phải là tự vệ khu phố này không? Tiếc quá cậu. Lẽ ra phải diệt thêm một xe nữa. Không. Đây là nhà cậu tôi. Nhà tôi hàng bài kia. Liệu tôi có thể về đấy được không ông? Sáng ra mới biết rõ được. Nhưng có một điều chắc chắn là xe nó chạy dọc đường Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền. Mời ông hút thuốc. Bao mò càng mới phá được. Đúng rồi, đúng rồi. Phá được. Mời ông. Đúng rồi. Mời anh. Kháng chiến rồi đấy. Ông có biết không? Không. Tôi đi. Tôi cũng đoán thế, nhưng tôi chỉ lo không hiểu ông cụ nhà tôi đi đâu mà mãi không về. Nghe tiếng các ông, tôi mới chạy xuống đấy. Ông có theo chúng tôi đánh giặc không? May quá ở đây có bộ đội. Chào anh ạ. Vâng. Chào các anh chị. Chào anh ạ. Chào anh. Chào các đồng chí. Mời các anh vào ngồi. Vâng ạ. Chào anh ạ. Dạ vâng ạ. Anh cô ngồi xuống đây. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Vâng, vâng. Gặp các anh bây giờ mới tin là mình còn sống. Tôi đang nằm ở nhà thương Phủ Doãn, nghe tiếng súng nổ, lại mất điện, biết là có chuyện rồi. Tôi mới khoác bừa bộ quần áo và chuồn khỏi nhà thương luôn. Ông kiếm đâu ra khẩu súng bách thế này? Tôi vấp phải một cái xác ở ngay cổng sau. Giờ dẫm một hồi thì nhận ra đó là một thằng Tây. Tôi lột luôn khẩu súng. Dù sao, tôi cũng không còn là con bệnh nữa. Tôi muốn đánh pháp với các anh. Anh hướng nước ạ. Cho tôi đi với. Ông này giỏi quá đấy. Được. Có ạ. Tất cả anh em mình mà được trang bị sống như thế này thì có phải tốt không? Phải không ạ? Vậy em không sợ gì hết. Ông này tôi học được cách mở đóng và cả cách lên đạn nữa. Tốt lắm. Ai? Hả? Đứng lại. Hả?
Chú em. À, còn gói kẹo. Này, cho em. Tôi không ăn. Cho đi nhá. Đi đâu? Ừ? Anh vào ngay. Không tôi gọi các anh gì đấy. Chị dọn nhà đi, lại để sót chai vú này, chứ không thì em hơi lo, sữa trong nhà đã hết rồi. Diễm phải ăn cơm nhá thôi. Khổ thân anh bao, làm thế nào để đưa được anh ấy về bây giờ? Chị đừng nghĩ đến việc ấy làm gì, chỉ thêm khổ tâm thôi. Loạn lạc thế này, biết làm thế nào được. Nhưng cũng quái gở, anh bao làm việc cho chúng nó, tại sao chúng nó bắn? Cái thằng lính gác, nó có biết mô tê gì đâu. Anh bao thấy súng đạn bắn vào, xô chị, vũ em và con Diễm xuống hầm. Xong, chạy đi xách nút vali xuống. Ngờ đâu, thằng lính ấy cùng đường cũng chạy đến giúp vào hầm. Thấy anh bao, nó tưởng người ta, thì là nó bắn. Hương ơi, ra giúp chị dọn bàn. Các anh ăn uống xong cả rồi. Chị Trinh cứ nghỉ lát nữa em vào. Ừ. Liệu anh Sinh có sao không anh Phúc nhỉ? Anh ấy... Hy vọng là sáng mai anh ấy sẽ về. Thôi, để đấy vậy. Các em đi ngủ đi. Ai lại để anh làm? Để em. Anh có phải đi nữa không? Anh cũng định ra chỗ làm chiến lũy. Anh đừng đi nữa. Sợ rồi hả? Hôm qua bà hay em về nhà với cậu mợ thì lại không nghe. Anh còn sợ, huống chi là hai em. Em đã quen với tiếng nổ rồi. Nhưng trong nhà cứ lung tung thế nào ấy, em sợ là sợ. Còn lung tung nữa ấy chứ. Lên đi, Sung Phong, đội trưởng gì mà nhát thế hả? Các anh cay cú trận đánh, cho nên đấy mê đấy. Lan và Hương chắc chẳng bao giờ phải dọn rửa thế này nhỉ? Ngon quá, lựu đạn đâu? Mẹ kiếp, để tao ném cho. Mê gì mà cứ như thật thế nhỉ? Nó vào à? Không phải. Anh Phúc ơi, anh Phúc, anh Thịnh chết rồi. Lưu đạn nổ, lưu đạn nổ. Chị Lan ơi, chị Trinh ngất rồi. Chị Trinh ơi, chị Trinh. Chị Trinh ơi! Ôi, chết mất rồi! Phúc có trong đó không? Anh Đỗ, anh vẫn còn đây à? Tôi đang xem xét việc làm chuyến lũy ngoài kia thì nghe thấy tiếng nổ. Lựu đạn à? Vâng, nghe họ nói mê. Rồi nổ. Đưa Thịnh ra sân, rồi dọn sạch nhà đi.
cứ bình tĩnh. Chạy sang đền Huyền Thiên gọi ông số 6 đi. Vâng. Dậy đi, dậy mong chờ tí. Ông số 6, dậy đi. Kháng chiến rồi mà còn ngủ à? Dậy số 6. Có người chết, dậy đi mau lên. Đau quá. Đánh nhau mà chết đã đành. Biết làm thế nào được, cũng là hy sinh cho kháng chiến cả thôi. Alo, alo. Thưa đồng bào yêu quý, đây là những tin tức trên khắp mặt trận Hà Nội. Ở Bắc Bộ phủ, ta chống cự oanh liệt, đánh lui ba đợt tấn công của giặc bằng cả bộ binh và thiết giáp. Việt ba xe tăng 100 địch. Nhà bưu điện, thị chính, nhà thủy lâm vẫn do quân ta đóng. Ta tiêu diệt tất cả toán quân địch ở nhà máy đèn Bờ Hồ, Bộ Giao thông Công chính, Bộ Ngoại giao vẫn thuộc về ta. Ta đã chiếm lại nhà máy nước đá, chiếm nhà Majestic. Ta đã đột nhập vào nhà Saint Denis. Nó đã phải chạy trốn. Alo, alo. Sao không bắt lấy nó? Rồi, sao không bắt lấy nó? Con gia quý có khắc tên nó. Người không bắt, bắt ra làm gì? Thưa đồng bào yêu quý, thưa đồng bào yêu quý, Ủy ban kháng chiến đã được thành lập, kêu gọi toàn thể chúng ta đoàn kết, nhất trí, bình tĩnh, gan dạ. Chúng ta hãy thực hiện, mỗi phố là một mặt trận, mỗi nhà là một pháo đài. Ý tưởng mất hết rồi, không ngờ đâu vẫn đây. Anh về đi, nói cho các cô ấy mừng. Không làm sao cả, đánh được một đêm rồi. Báo đây, báo đây, cứu quốc thủ đô đây, Hà Nội sau một đêm kháng chiến đây. Báo đây, Hà Nội kháng chiến vẫn có báo đây. Báo đây, tin tức đặc biệt đây, Hồ Chủ tịch ra lời hiệu triệu toàn quốc kháng chiến đây. Đây. Ông mua thêm báo chiến thắng nữa ông nhé. Báo của riêng liên khu 1 mình đấy. À, còn cảm tử của Hoàn Kiếm nữa này. Các khu đều ra báo riêng cả, ông lấy cả nhé. Được, được. Cháu xin đâu, đi. Báo đây, báo đây. Hồ Chủ tịch ra lời hiệu triệu toàn quốc kháng chiến đây. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, từ già đến trẻ đều phải đánh giặc. Báo mới đây, báo mới đây. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu tổ quốc. Ai có súng, dùng súng. Ai có gươm, dùng gươm. Không có gươm thì dùng cuốc, thuồng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước. Giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng cương quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. Kháng chiến thắng lợi muôn năm. Ngày 20 tháng 12 năm 1946. Hồ Chí Minh. Kháng chiến thật rồi ư, thưa đồng chí? Kháng chiến thật rồi mà. Tiêu diệt thực dân Pháp, Hồ Chủ tịch muôn năm, muôn năm, muôn năm, muôn năm. Kháng chiến rồi, toàn quốc kháng chiến rồi. Tôi biết từ lúc nổ súng kia. Sướng quá, Hồ Chủ tịch đã ra lệnh. Hôm nay tất cả Nam Bộ sẽ ăn mừng. Nam Bộ không phải một mình chiến đấu nữa. Sướng quá. Đồng chí này đang đi tìm ủy ban để xin đi đánh thì gặp tôi. Đúng, Nam Bộ đây. Tôi ra đây có công tác, giờ mới tới Hà Nội chiều hôm qua. Chưa được gặp chính phủ, chưa được gặp Hồ Chủ tịch. Nhưng được nghe lời hiệu triệu này là đã đời lắm rồi. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm. Nam Bộ cũng vậy. Chờ, kháng chiến ngay giữa thủ đô. Tôi sẽ sống chết ở đây cùng với đồng bào miền Bắc. Tôi đã nhìn những khẩu hiệu ở đây rồi, đã lắm. Cho nhập bọn nghe. Được không?
đi lấy đầu mấy thằng Tây nghe. Trời ơi, Hà Nội nhiều súng vậy. Thế nào các đồng chí? Lúc này chỉ muốn đánh thôi anh ạ. Sốt ruột quá, chúng tôi không biết thế nào. Bây giờ tôi sẽ viết thư lên khu xin ý kiến, một mặt nghiên cứu đánh một trận để mừng Hồ Chủ tịch. Còn tình hình tôi cũng chưa nắm vững, tôi cũng chỉ mới nhận được tờ hiệu triệu này. Nhưng qua một đêm chiến đấu, tôi được biết giặc vẫn bị vây ở trong thành, các cửa ô nó không ra được. Bắc Bộ Phủ vẫn ở trong tay chúng ta, 5 xe tăng bị diệt bằng xe sang Crep. Loan ơi, Loan. Quyên. Anh biết tin gì chưa? Anh Văn về rồi, Quyên biết chưa? Tôi biết rồi, thích nhỉ. Tất cả đi hướng này nhá. Ơ, em ra đây làm gì à Quyên? Chào chị. Em chào chị ạ. Này Quyên, bác sĩ Pha đâu? Khéo không lại nhường quán thì chết. Em báo cáo với chị, bác sĩ Pha cũng không tốt lắm đâu. Rõ lắm rồi chị ạ. À, lúc tắt điện ông ấy kêu, thế này mà mình không biết mua sẵn một cái đèn dầu. Chỉ một việc ấy là em biết ông ấy oán chính phủ mình. Thế rồi ông ấy còn giục em, ông Lemper, Mademoiselle. Em tức quá, đánh nhau rồi mà ông vẫn còn nói tiếng Pháp. Có vẻ như báo hiệu cho nó, sao chẳng lo cái gì mà chỉ lo cái đèn. Em nghi lắm. Em nói, chỉ có Việt Gian nó mới thắp đèn bây giờ. Ông ấy im. Khi biết tin ông quán trốn thì ông ấy thế nào? Ông ấy làm ra vẻ tức lắm, bảo những người như thế là lá tre, là làm nhục giới bác sĩ. Thế bây giờ ông ấy làm gì? Thương binh đến cũng băng bó, xong lại đọc sách, lại bảo với em là muốn đi xem chiến đấu. Quyên về đi, bác sĩ Pha mà trốn thì còn nguy hiểm bằng vạn bác sĩ quán. Ông ấy thì đáng nghi rồi, nhưng những việc Quyên nói với chị thì chị thấy chưa đủ. Nhưng Quyên phải lịch sự, đừng gắt với ông ấy. Thôi, Quyên về đi, đánh nhau rồi ra phố nguy hiểm lắm. Thế các chị thì sao? Chị đi đâu thế? Các chị đi dán hiệu triệu của Hồ Chủ tịch và đi đón các anh ở Bắc Bộ Phủ về. Thế chị đi đón tận đâu ạ? Ở đền Bà Kiệu thôi mà. Cho em đi với nhá. Việc của em là ở chỗ bác sĩ Pha kia chứ. Kệ ông ấy, em đi với chị cơ. Báo cáo, đêm 19 tháng 12, ta đánh 30 trận, vừa tấn công vừa chặn địch, diệt nhiều vị trí nhỏ và ở chiến đấu lẻ. Ta không phát triển được vào những nơi địch tập trung đông như Trường Bưởi, Đồn Thủy. Ta tiêu diệt hơn 100 địch, phá hủy 5 xe tăng, 2 xe dép, 7 xe vận tải, làm hư hỏng nặng 5 xe tăng và xe bọc thép khác. Ta thu được một số vũ khí, quân trang, quân dụng. Phía ta, 40 chiến sĩ hy sinh. Ta giật một quả bom 250kg ở cầu Long Biên, nhưng không phá được cầu, không đánh được vào sân bay Gia Lâm, vì địch canh phòng rất cẩn mật. Nhìn chung, tuy ta yếu hơn địch rất nhiều, nhưng vì giành được yếu tố bất ngờ nên ta ở thế có lợi, còn địch ở thế bị động đối phó.
phải cương quyết giam chân địch ở Hà Nội, tiêu hao thật nhiều sinh lực địch, bảo toàn lực lượng để tạo điều kiện cho nhân dân chuẩn bị cuộc kháng chiến lâu dài. Bộ sẽ điều 2 tiểu đoàn ở khu 2 tăng cường cho mặt trận ở Hà Nội. Báo cáo có rất nhiều quân Pháp với xe tăng mở đường đang tiến công vào nhà hát lớn, Bắc Bộ Phủ và nhà bưu điện. Anh ra lệnh cho pháo binh bắn yểm trợ cho bộ đội ở Bắc Bộ Phủ. Đồng chí Đôn, pháo để láng, bắn đi. Sao không chỉ rõ mục tiêu? Báo cáo anh, tất cả các mục tiêu đều được đo đạc, tính sẵn phần tử từ trước. Nếu bây giờ chỉ thị một mục tiêu mới, đạn có thể lạc vào bộ đội hoặc đồng bào ta. Chuẩn bị, bắn! Người dân Hà Nội ra đi, họ không hề tiếc tài sản của mình. Bây giờ phải chuẩn bị gấp, các cụ hãy ở nhà để chúng tôi bố trí giữ phố. Chúng nó có thể vào bất cứ lúc nào. Anh em tự vệ hãy ở lại. Đó. Các đồng chí ở bộ phận nào? Chúng tôi ở bộ phận trinh sát nhà ga. Còn các đồng chí? Chúng tôi công an ở hàng trống. Khi được lệnh, chúng tôi rút về phía nhà thờ. Cha cố thét, chúng mày không được vào đây. Thế rồi chúng bắn. Chúng tôi chỉ còn 3 anh em về đây. Bây giờ các đồng chí định làm gì? Chúng tôi chưa định làm gì. Nếu có đồng chí đánh ở đâu, cho chúng tôi đi theo. Nghe lời cụ, chúng tôi ngứa ngay lắm, muốn đánh ngay. Các đồng chí công an có bao nhiêu người, bao nhiêu vũ khí? Chúng tôi có 2 súng trường, 1 kiếm nhật và 1 số lựu đạn. Các đồng chí trinh sát có bao nhiêu người, bao nhiêu vũ khí? Chúng tôi có 1 súng trường, 1 mô gen tôi đeo ở đây. Về lựu đạn chúng tôi có rất nhiều. Về người chúng tôi có 6 anh em tất cả, 1 người đã hy sinh. Các đồng chí cũng đã nói rồi, chúng ta phải thống nhất lại, tạm thời đặt dưới sự chỉ huy của quân đội. Kháng chiến rồi, chúng ta phải tổ chức chặt chẽ. Tưởng là hụt đi, ai ngờ lại dôi ra. Chúng tôi bây giờ mới thực sự yên lòng. Chúng tôi có một con lợn chuẩn bị để ăn Tết. Bây giờ cũng là Tết rồi, chúng tôi xin là biếu anh em để làm một bữa tiệc khao quân. Dạ vâng, xin cảm ơn bà con. Bây giờ kháng chiến rồi, chúng ta sẽ thiếu thốn nhiều. Chúng ta cứ nên tiết kiệm. Bởi vậy, xin các cụ để cho khi khác. Chúng tôi về đây được gặp đồng bào như thế này là mừng lắm rồi ạ. Đồng chí ơi, cậu cháu có thể về được không? Tôi đã bảo cháu nó đừng đi mà nó cứ đi. Cụ cứ chờ xem, đừng nên lo lắng, chưa có việc gì nguy hiểm lắm đâu. Thôi, các đồng chí vô nhận lưu đạn. Nè, đồng chí. Nè, đồng chí. Nè, tôi. Chứ sao? Ủa, tôi... sao vậy? Tôi không phải là. Anh còn muốn gì nữa? Trong tôi mà nhiều lựu đạn như thế này thì túi Pháp nó chết từ lâu rồi. Ít lựu đạn chỉ có gây tầm dông. Thưa anh, xe nó rục dịch đánh vào hàng ra,
Nhà thờ Tin Lành đã bị nó chiếm rồi ạ. Đường Thành nó cũng kiểm soát rồi. Nó vào nhà bác sĩ Luyện, nó biết ông ấy là đại biểu quốc hội. Nó bắt ông ấy hàng, ông ấy không hàng, nó bắn chết ngay tại phòng khách, cả người con trai của ông ấy nữa ạ. Bác sĩ Luyện nào? Người thủ đô phải như vậy chứ. Cầm lấy, lẻ lên. Xin lỗi đồng chí nhé. Thế nào đồng chí? Đồng chí sẽ kháng chiến ngay tại nhà mình. Không ngại gì cả nhỉ? Thưa ông, có lẽ ông nhầm. Tôi đồng chí. Vui chứ lị. Chúng tôi chỉ mong được là đồng chí thôi. Thế bây giờ ta gọi nhau bằng gì? Gầy quá nhỉ? Tôi cũng không biết như thế nào. Có lẽ tôi sẽ gọi ông là đồng chí. Còn ông sẽ gọi tôi như thường. Tôi chỉ muốn được gọi rất nhiều người là đồng chí. Có lẽ khi mọi người gọi nhau là đồng chí thì đời đã sướng lắm rồi. Sao ông lại ngại? Tôi hỏi thật, có mất tự do không? Sao lại mất? Chúng mình đánh Pháp để lấy lại tự do. Chúng mình tổ chức nhau lại để đi đánh giặc. Sao lại gọi là mất tự do? Ông thấy có cần phải đánh Pháp không? Đánh nhau có lâu không? Bao giờ thì xong? Đấy. Đây. Bao giờ nhiều đồng chí thì xong? Tốt hơn hết, cứ hỏi bây giờ mình đã làm gì. Thôi nhá, cứ thế đã. Ta cứ giữ cái nhà của ta. Giặc đến thì đánh. Chúng tôi không có nhà có cửa ở Hà Nội mà cũng còn đánh nữa là. Nhưng các ông quen. Ấy chết. Ai lại quen với cái chết bao giờ. Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh thôi. Ôi, bà Nhật Tân. Anh Nhật Tân có bác sĩ rồi. Bác sĩ còn. Chồng nó như thế kia. Mặt sao thì chết mày chứ nhỉ. Bác sĩ mà đi làm việc gian thì ai mà ngờ được. Đến giờ đến giờ còn gọi gì nữa. Việc gian nhất là việc gian. Nhìn tử tế làm việc gian nó ngang 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 bây giờ như chó cục cuôi. Hoạt động. Bác sĩ quán. Bây giờ còn bác sĩ gì nữa. Việc gian. Anh phải đi ra. Giải bây giờ giải quyết thế nào. Ôi giời. Việc gian này. Bác sĩ quán ơi. Ồ sao lại ở đây. Tao tưởng mày chết ở đâu rồi cơ đấy. Kháng chiến hả. Tự sinh đi chứ. Quen nhau à? Ờ, rất quen. Anh cũng biết thằng này à? Sao mày? Tân? Tao lên gặp ông cụ. Nhưng ông ấy không về. Thế rồi đánh nhau. Gần sáng thì bộ đội đến. Tao lo cho ông cụ nhà tao quá. Tao gặp ông cụ. Lên chơi nhà cụ Ích Thái ở Hàn Đậu mà. Thôi, tao vội. Phải đi ngay. Anh Dân, anh cũng đóng ở nhà nó à? Xin giới thiệu với anh. Nó bắn rất giỏi. Bây giờ anh có về gặp Quốc Vinh không? Nhớ gửi cái thư này. Mong lắm, rất cần. Được, mình sẽ gặp anh Quốc Vinh. Báo cáo việc này. Mình sẽ đưa ngay. Là bác sĩ quán. Định đầu hàng Pháp đấy. Đêm qua đi trốn. Bọn mình bắt được. Anh giữ lấy thằng bạn cho tôi nhé. Nó chỉ biết ăn chơi. Nhưng được cái bắn súng rất giỏi. Nó hàng Pháp như chơi. Nó lung tung lắm. Mày ở lại đây. Rồi ta lại sau nói chuyện với mày. Đưa lão ấy đi. Nhật Tân. Đứng lại. Mày quen tay Dân à? Tay ấy mà diện vào thì nó cướp hết con gái Hà Nội nhà mình đấy. Thôi không nói nhảm nữa. Cừ lắm đấy. Công nhân này. Lại quân chính Bắc Sơn.
không chất tiểu như anh em bọn mình đâu. Chán bỏ mẹ. Giảng quân sự thì tuyệt, hơn cả Văn Việt kia. Thôi, mày về đi. Nhưng Văn Việt là ai? Bí mật. Ta mong rằng mày sẽ kháng chiến như mọi người. Mày có hiểu không? Đám cưới cũng đánh giặc, mà giặc sợ ông cuốn vào xích xe tăng, gỡ sẽ không ra. Người quen. Thu Phong, Thu Phong, người quen kìa. Ồ, lại gặp. Vũ Minh ơi, nếu lúc nãy mình tự tử thì còn gì ra đời. Xin chào. Còn đâu hai người nữa, không dưng gặp lại. Xin lỗi, có phải anh Nhật Tân đây không ạ? Anh cũng quen anh Nhật Tân à? Bạn tôi đấy. Tôi có nghe, và nhất là được biết anh. Xin lỗi, đi đâu cũng có bạn đồng hành thân thiết. À. Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi vội một chút, để khi khác ta nói chuyện với nhau nhiều. Hả? Anh biết chị Oanh chưa? Chị Oanh con ông thủ quân Lộc ở Phố Nhà Thờ. Vâng, tôi biết lắm. Có thể gặp chị ấy được không ạ? Có thể, nhưng anh hỏi để làm gì? Ông Phùng Gia Lộc đã hy sinh ở Phố Nhà Thờ đêm hôm qua. Trước khi chết, ông cụ có giao lại cho tôi khẩu súng này, đưa lại cho chị Oanh. Được. Bác sĩ đã thấy chưa? Một ông già mà như thế đấy. Bác sĩ phải biết cái tội của bác sĩ. Này, Hà Nội vẫn như thường. Có gì đâu mà bác sĩ sợ sệt thế hả? Đi. Bác ơi, con bị bắt rồi. Có chuyện gì ơi? Bắt được ông đi rồi. Đêm hôm qua, mãi tôi mới bắt được tay bác sĩ này. Trốn ở một căn hầm gần chỗ Pháp đóng quân. Người Hà Nội như vậy là không xứng đáng. Xin lỗi chị Oanh. Tôi Thu Phong, người cùng phố mà. Vâng, anh hỏi tôi. Vâng ạ. Cụ bảo tôi mang lại cho chị. Cụ cho chị đấy. Sao lại thế được? Chiều hôm qua tôi đã không nhận cơ mà. Xin lỗi anh. Anh có thể đem về cho cậu tôi được không? Tôi cũng có rồi. Chị phải cầm lấy thôi. Cụ không còn nữa chị ạ. Cụ mất rồi. Mất trong một trận đánh xe tăng. Chị Oanh, anh nói thế nào? Cụ mất rồi. Cụ sống cho đánh xe tăng và bị trúng đạn vào ngực. Trước khi mất, cụ đã hô Việt Nam độc lập muôn năm. Lúc ấy tôi ở bên cạnh cụ. Cụ nhờ tôi giao lại cho chị cái vật kỷ niệm này. Cầm lấy súng đi Oanh. Ít nhất cậu cũng hạ được một xe tăng của nó. Đúng là cậu tôi, phải không anh? Vâng. Tôi không ngờ tôi còn sống để giao được khẩu súng này cho chị. Suýt nữa, tôi đã là kẻ có tội. Chị. Cảm ơn Quyên. Xác cậu tôi bây giờ ở chỗ nào hả anh? Chúng tôi đã chôn cất cho cụ rồi. Cảm ơn các anh.
Phố ta vẫn giữ được chứ anh? Từ ngõ huyện trở lên ta vẫn giữ được. Nhà Ngô Tự Hạo vẫn cháy. Đền Lý Quốc Sư đã bị phá nát. Chúng tôi phải dồn cả lên đầu phố. Cảm ơn các anh. Ta đi thưa các chị. Vâng. Chào anh nhé. Ôi cổ đô điêu tàn, đường tê tái, nở non sông, quyết tử đã vung gươm. Ta thề đem máu trẻ rửa căm hờn, đem xương trắng rắc phố phường hoa lệ. Nó lại tấn công rồi anh ạ. Nó chưa xe tăng, kệ nó. Mình còn một người cũng giữ dinh bác. Mình đã đánh tan ba đợt tấn công của nó chẳng phải là xoàng, đúng không? Anh Định, đồng chí chết rồi. Đồng chí thế nào? Tôi không sao. Anh Định, tôi muốn nói. Tôi nghe đây. Anh Định, anh là chính trị viên của chúng tôi, nhưng anh em coi anh như anh cả. Tôi nghĩ anh nên rút khỏi đây. Mọi người còn cần đến anh. Đừng lo cho tôi. Tôi biết mà. Nhưng tôi vẫn mong anh sống. Còn tôi bằng lòng với cái chết này. Tôi đã từng đi lính cho Pháp 3 năm. Tuy đảo ngũ về cũng coi như là đã từng có tội. Ai ngờ lại được bảo vệ dinh bác và hy sinh ở đây. Tôi bằng lòng. Anh Định à. Tôi lệnh cho các đồng chí rút cơ mà. Các đồng chí phải sống. Kháng chiến còn lâu dài, còn cần đến các đồng chí. Chúng tôi rút. Còn anh thì sao? Một mình tôi ở đây là đủ. Bảo hai, tôi coi hay cậu như em ruột. Hãy giữ mình cho cuộc chiến đấu lâu dài. Không, tôi ở lại với anh. Hai cậu phải nghe tôi. Chúng nó sắp tấn công rồi đấy. Rút ngay đi. Liều mà giúp đỡ nhau. Biết đừng rồi chứ. Sáng bên phủ, rồi lùn sang biêu điện. Gửi lời chào tất cả các đồng chí. Anh đi. Đi ra ngoài lên. Đi đi.
Hai, đi hướng nào bây giờ? Này, hai thằng đến đón tao phải không? Thằng Quý. Sao bây giờ mới đến đón tao? Không phải, bọn tao ở bên Dinh sang. Thế là thế nào? Hả? Hồng Lưu đâu? Buồn nó ra, nó không biết gì đâu. Chúng ta vừa ở bên Dinh sang, nghe chưa? Bên ấy chỉ còn anh Định. Mày không nghe chúng nó đánh ầm ầm kia à? Dẹp bưu điện đường nào? Thế là rút hết à? Rút từ bao giờ? Tại sao không nói gì cho tao biết? Thế là Hồng Lưu đâu? Thôi, sang bưu điện đã. Mày có đi không thì bảo. Để tao với thằng Bảo đi. Đi, nhưng chắc gì đã còn ở bưu điện. Hay rút tiệt cả rồi. Mìn của anh Định đây. Thôi, thế là xong. Nào, tất cả anh em hãy nghe đây. Tất cả những vũ khí, súng trường, súng lục, lựu đạn của anh em tự vệ và nhân dân trong sở hãy tập trung lại, nhường cho bộ đội chiến đấu. Thôi, bây giờ tình thế không ai muốn làm như thế cả, nhưng tình thế bắt buộc, hãy để cho bộ đội chiến đấu. Các đồng chí, tước ngay khí giới của anh em, phát đến những đồng chí chưa có, rồi lên gác ngay, chuẩn bị chiến đấu. Giặc đánh sang đến nơi rồi. Tôi xin có ý kiến. Bộ đội đã có súng của chính phủ, súng này của anh em chúng tôi sắm lấy, anh em chúng tôi cũng phải chiến đấu chứ. Đúng rồi. Các bạn là những người yêu nước, đây là dịp để tỏ lòng yêu nước các bạn. Tôi rất đau lòng phải ra cái lệnh này, nhưng không còn cách nào khác. Bộ đội chiến đấu vì dân chứ không phải vì riêng mình. Thôi, người ta là cấp chỉ huy, người ta nói thì mình cũng nghe theo thôi. Đây tôi công hiến một khẩu súng này. Súng của em đấy ạ. Đồng chí giữ hộ, dù sao giao vào tay bộ đội vẫn tốt hơn. Bác thông cảm, chúng cháu làm theo lệnh. Giao súng cho bộ đội chúng tôi cũng chẳng tiếc. Nhưng sao đồng chí ấy lại nói là tước vũ khí của chúng tôi. Khinh chúng tôi quá, coi chúng tôi như quân Pháp ấy. Bà con ở đâu về đấy? Ở đây sắp có đánh nhau to. Hãy để cho bộ đội làm phận sự. Để anh cầm khẩu súng của tôi đấy. Không, ông Hồng Lưu, tại sao rút mà không nói cho chúng tôi biết? Ở bên ấy vẫn còn đánh được cơ mà. Tại sao rút? Tình hình như thế nào mà lại về cả cái này này? Tiếng nổ to lắm. Báo cáo, chúng tôi vừa ở bên Dinh rút về đây. Đồng chí chính trị viên Lê Gia Định đã hy sinh. Hả? Anh Định? Anh ấy đã thực hiện lời thề quyết tử, bảo vệ Dinh Bác đến giọt máu cuối cùng. Anh ấy đã nổ mìn hy sinh. Chúng bảo đấy, sẵn sàng chiến đấu. Tất cả vào vị trí của mình, tất cả bình tĩnh. Ôi trời ơi! Alo, anh em Việt Minh. Anh em không nên nghe những lời trước truyền của tụi cán bộ mà chống lại nước Pháp. Cụ Hồ đã chạy tháo tâm rồi, bỏ chết lại cho anh em. Cũng là người Việt Nam, tôi thành thật khuyên anh em hãy nộp súng. Chính phủ Pháp sẽ khoan hồng. Anh em Việt Minh khắp nơi đã nộp súng rồi à? Hãy tỉnh táo nhìn vào sự thật. Alo, tôi thành thật khuyên anh em hãy nộp súng. Chính phủ Pháp sẽ khoan hồng. Anh em Việt Minh khắp nơi đã nộp súng rồi. Biệt nhiệm mấy thằng Việt Nam bán nước à? Cúng xăng, ăn cúng xăng kia ra. Nó vào tầng dưới đấy. Đánh khá quá. Đại Pháp này. Báo cáo, Định đang ở giữa nhà, tốt chưa? Chúng nó lên đi làm. Ai cho chúng nó lên? Để im cho người ta còn làm việc.
hai. Đừng bắn. Thằng hai nó hàng à? Này. Làm cái gì mà cuống lên thế? Chết thì đã sao? Chết mất mày ạ. Đu được sang bên cột đèn bên kia là sống. Để ta đi trước thôi. Cái gì đấy? Cẩn thận. Hai. Thử nhá, mỗi thằng một con. Cẩn thận đấy. Hai ơi. Thử cách đây xem nào. Ai còn cái gì bỏ ra nữa đi. Đây đây, của tôi đây. Cởi cái áo nữa. Đây. Buộc vào với nhau. Cẩn trương lên. Tết cho kỹ vào. Chắc chắn rồi nhá. Nhanh lên. Cẩn thận đấy. Đừng người thôi. Anh uống nước đi. Nghe nói nhà dây thép đánh anh ơi, lắm đấy. Anh bán nhiều tay không ạ? Anh có mệt không? Anh uống nước đi. Đi. Vâng, tôi xin. Xin nữa thì mình chưa sẵn. Khỏi quá. Các anh ạ. Anh để bóc can cho. Uống đi mày. Chết khó đấy. Hôm nay như thế là mình lãi to rồi. Mời các anh ở trong này ạ. Này, sao lại ở đây? Mày sợ à? Ở mạnh chứ sao lại không? Cứ nhè nhà giàu mà ở, tội đích gì? Chăn nhung mày ạ, nhà giàu khôn thật, đắp thì ấm phải biết. Sướng thật, kệ sự đời ngủ đã. Đánh nhau cũng ly kỳ thật. Thương anh Định, thương thằng hai quá. Thank you.
thầm khó.